chị chạy ra, chị tránh ra cho em nhảy một phát ra đây nào. Úi giời ơi, sướng nha, đúng là còn gì tuyệt vời bằng. Đang nắng nóng 40 mấy độ mà được vào trong bể bơi, quá sướng mát. Chị lớn rồi mà phải dùng, vẫn phải dùng phao á. Em biết bơi chưa? Em biết bơi rồi. Chị mấy tuổi, học lớp mấy rồi? 6. Dạ. Cậu đánh nhà anh mấy tuổi? 6 tuổi. Con bé kia nó đang thích nước mà anh bế nó lên là nó gào lên. Úi giời ơi. Dạ anh đúng để cái bể này vừa chứ để vào cái 3 mét không vừa được. 2 mét mấy? Không ạ. Cái kia nó người ta thiết lệ cái mấy cái lỗ này người ta khoan xuống dưới đất để cố định. Nhưng mà nếu mà tốt nhất thì anh nên dùng một cái túi ni lông to ấy. Anh cho cái máy vào xong rồi anh buộc vào thì đấy hơn. Vâng. Cho em nốt chụp nốt cái ảnh cháu thì anh xuống đi xong em xuống luôn này. Nhảy con xe nào. Úi giời ơi. So với thằng so với cu thì cái bể này là hơi nông đúng không? Cu phải cái bể 4,5 mét ấy, cao 84 phân. Nào nhảy nào. Nhảy nhá. 2 3 nào. Úi giời. Vâng. Em xin mấy giây nữa này. Cho em xuống luôn này. Cú biết lặn chưa? Cú biết lặn chưa? Cú thử lặn bác xem được mấy giây nào. Thi nhá, thi xem được mấy giây nhá. Úi giời ơi, thua chị rồi. Đấy, chị được lâu thế cơ mà.